Minh Hằng đưa quý tử du lịch, sắc vóc mẹ bỉm sau 8 tháng sinh nở gây sốt có thể thấy Minh Hằng, về dáng nhanh sau khi sinh con trai đầu lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng xả kho loạt ảnh du lịch tại đảo Phú Quý. Gây chú ý chính là khung hình chụp cùng bé mỡ. Dù chọn góc chụp không lộ mặt nhóc tì nhưng có thể thấy quý tử nhà Minh Hằng, ở tháng thứ 8 trộm vía cứng cáp, trông bụ bẫm đáng yêu. Bên cạnh đó, dân mạng dành lời khen ngợi trước sắc vóc hiện tại của Minh Hằng. Mẹ một con nay đã về dáng nhanh và tự tin diện trang phục, kiệm vải ca hoe BOG sắc nét. Visual của nữ diễn viên cũng được nhận xét là ngày càng mặn mà. Để lấy lại vóc dáng sau sinh, Minh Hằng đã chăm chỉ tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để vừa tốt cho mẹ bỉm vừa giảm được cân. Sau hơn một năm kết hôn với ông xã doanh nhân, con trai Minh Hằng là bé mỡ đã chính thức chào đời vào tháng 8 năm 2023. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, bản thân cô không giỏi làm mẹ và có những bỡ ngỡ trong lần đầu, nhưng may mắn có sự hỗ trợ rất lớn từ ông xã và người thân trong gia đình. Minh Hằng nhận định về việc làm mẹ bỉm, làm mẹ là điều khó nhất trong cuộc đời này. Có những thứ tôi có quyền làm sai, có quyền mệt, có quyền buông xuôi, có quyền không làm tốt. Nhưng làm mẹ phải luôn làm tốt, đó là nghĩa vụ phải thực hiện. Cho dù có mệt mỏi thế nào, thiếu ngủ ra sao nhưng việc làm mẹ phải được chu toàn. Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tì. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tì khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Đặc biệt, Minh Hằng còn lập một tài khoản Instagram dành riêng cho con trai của mình. Tại đây, cô khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của quý tử, từ khi vài ngày tê uể cho đến thời điểm hiện tại. Con trai Minh Hằng cũng ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ mọi người. Sau khi sinh nở, Minh Hằng có sự thay đổi về ngoại hình. Chính Minh Hằng cũng thừa nhận bản thân lên cân rõ. Để giữ sức khỏe và trở lại với công việc, thời gian qua, Minh Hằng đã tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng của mình. Nói về chuyện tăng cân, Minh Hằng chia sẻ, tăng cân là chuyện cá nhân nên tôi có thể xử lý. Mà cả cuộc đời tôi luôn phải siết cân rồi giảm cân mà, nên tôi không áp lực cho việc này lắm, chỉ áp lực chăm con như thế nào thôi. Đương nhiên khi nhìn vào gương, mình cũng nhận ra, à hơi xấu nha, tự nhiên có một vết thẹo ha. Nhưng mà đó là cảm xúc cá nhân, tôi kiểm soát được. Về sự thay đổi sau khi có con, nữ diễn viên nói, sau khi có em bé, hormone của người phụ nữ sẽ thay đổi nên nhiều người trầm cảm sau sinh là vậy. Tôi không biết mình có bị trầm cảm không nhưng sau khi có con tôi bị nhiều cú sốc, nhiều sự bỡ ngỡ làm cho tâm lý đôi khi bị nặng nề. Trong cuộc sống vợ chồng hoàn toàn thay đổi. Trước đây trong nhà có hai người thôi, giờ đã thành ba. Trước kia muốn đi đâu làm gì cũng chỉ hai người quyết định, nhưng giờ mọi chuyện hai vợ chồng đều phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ chồng tôi không thay đổi đâu, mà do tôi thay đổi nên chồng phải theo tôi. Với trọng trách của một người mẹ, tôi đòi hỏi con phải có thời gian chất lượng bên ba mẹ. Mỗi lần em bé đi chơi với ba, tôi luôn yêu cầu ba không được sử dụng điện thoại. Tôi rất khó tính nên đôi khi những luật lệ mình đặt ra làm, cho những người chăm sóc bé mỡ sẽ bị áp lực theo,